Ôi trời, nó cứ nhắc mình. Bữa trước còn mãi trà rồi nó còn sạch. Nhã Trúc chạy cẩn thận đụng tay vậy nè nghe Nhã Trúc. Cái gì thế chứ kỳ sắp xe rượt theo liền. Đau chưa, chưa phải không? Đau đau có quyền la nghe không? Khốn mà. Gì? Ghét con voi luôn hả? Kỳ quá. Thank you.
tại vì cái cục này nó quá bự đi. Da non quá nha. Chốt đơn gì mới được. Nó đó cục này nó cứ ngắt luôn. Ê trời ơi, cái gì tôi có liên quan gì tới vụ đó đâu, quýnh nó thôi. Nhẹ nhõm cuộc đời nữa, cho xong lên miếng thần dược. Nhìn đi con.